Hello, Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là sáng của ngày thứ tư, ngày 20 tháng 4 năm 2022. Loan Lộc xin kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Một người đàn ông đã bị kết án lừa đảo và phải trả 1,9 triệu đô la tiền bồi thường. Bị từ chối phục vụ vì mặc quần thùng bó sát, cựu thị trưởng Atlanta lên án tiệm Capital Grille. Một nghi can đã đốt lửa ở Home Depot để đánh lạc hướng cho hành vi trộm cắp. Một chủ nhà ở Pennsylvania đã bắn chết kẻ đột nhập giả dạng cảnh sát. Một thanh niên ở Apple Valley bị bắt vì khoe chỗ kính của mình nơi công cộng. Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách hạn chế đi lại vì dịch bệnh. Tối cao Pháp viện Mỹ phán quyết chống sĩ quan không lực từ chối chích ngừa Covid. Các quan chức nhập cư của Mỹ bắt giữ hơn 5.000 người di cư từ Ukraine vào tháng 3. Phương Tây chuẩn bị đồng loạt tẩy chay Nga tại cuộc họp G20. 300 tỷ đô la dự trữ bị phương Tây phong tỏa. Nga quyết định khởi kiện. Nga đề nghị ngừng bắn ở chảo lửa Mariupol. Trận chiến Donbass sẽ quyết định kết thúc toàn cuộc chiến Nga và Ukraine. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn 4 ngày nhân tuần thánh. Thủ tướng Anh xin lỗi trước Hạ viện vì vi phạm quy định phòng dịch. Tin từ Úc Châu, Joshua và Kenan Teffen bị kết tội vì theo dõi nữ thuê nhà bằng camera giấu kính. Tin Việt Nam, nữ đại gia Lâm Thu Trà cho vay nặng lãi gần 950 tỷ đồng, tiền lời gần 87 tỷ đồng. Thưa quý vị, tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay, một người đàn ông đã bị kết án lừa đảo và phải trả 1,9 triệu đô la tiền bồi thường. Hai năm sau khi bị bắt, một người đàn ông ở Fresno đã bị kết án tại tòa án liên bang trong một vụ lừa đảo trị giá hơn 1 triệu đô la. Kenneth Shane Patterson, 44 tuổi, vào ngày thứ Hai đã bị kết án 5 năm 6 tháng tù giam và đã bị yêu cầu bồi thường 1,9 triệu đô la cho hành vi gian lận, chuyển khoản ngân hàng và trốn thuế, theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp. Vào năm ngoái, Patterson đã nhận 1 triệu đô la từ một chủ doanh nghiệp nhỏ ở Nam California. Chủ doanh nghiệp tin rằng số tiền này đã được sử dụng để trả các khoản nợ và thanh toán chi phí cho một thương vụ mua một cơ sở điều dưỡng có tay nghề cao ở Pasadena với giá thấp hơn giá thị trường. Tuy nhiên, Patterson thay vào đó đã chi tiền cho các chi phí kinh doanh không liên quan và đánh bài bạc cho riêng mình, tuyên bố cho biết. Patterson cũng đã lừa dối Bank of America trong một kế hoạch viết chi phiếu trị giá 230.000 đô la và trốn nộp thuế thu nhập liên bang từ năm 2003. Vào thời điểm bị bắt thì Patterson phải đối mặt với mức án tổng hợp tối đa là 55 năm tù và hơn 1 triệu đồng tiền phạt. Bị từ chối phục vụ vì mặc quần thùng bó sát, cựu thị trưởng Atlanta lên án tiệm Capital Grille. Bà Keisha Lance Bottoms là cựu thị trưởng của Atlanta, lên án chủ nhà hàng Capital Grille sau khi bị từ chối phục vụ vì bà mặc quần thun bó. Bà cho rằng quy định về trang phục của nhà hàng thật kỳ quặc, không cho phép khách hàng mặc trang phục mua sắm tại một trung tâm thương mại. Nhà hàng đã thông báo trên trang web của họ rằng để tạo không gian thoải mái cho tất cả các thực khách và thực hiện tốt hơn lời hứa của họ về một bầu không khí tinh tế, khách hàng cần phải mặc trang phục phù hợp khi đến nhà hàng. Họ cho biết thêm sẽ không phục vụ những người mặc các loại quần áo như đồ thể dục, áo ba lỗ, quần bó sát, mũ và phụ kiện có in những từ ngữ phản cảm. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng mạng xã hội đã nhanh chóng bình luận rằng không phải lúc nào các quy định này cũng được tuân thủ, đồng thời đăng những bức ảnh về các thực khách chủ yếu là người da trắng dùng cơm tại Capital Grille trong các trang phục được liệt kê là không phù hợp của nhà hàng. Tài tử Daniel Newman cũng chia sẻ trên Twitter rằng trong khi bà Keisha, cựu thị trưởng người gốc Phi đảng Dân Chủ Atlanta và cũng là bạn của ông bị từ chối phục vụ tại nhà hàng Capital Grille, nhiều người da trắng mặc quần jean và áo thun vẫn được phục vụ như bình thường. Tài tử Newman, một người da trắng, cho biết ông đã nhiều lần dùng cơm tại nhà hàng này trong trang phục áo sơ mi, áo phông hoặc là quần đùi tập thể dục. Và ông cho biết là bản thân ông chưa bao giờ gặp vấn đề gì khi tìm chỗ ngồi và châm chọc rằng có thể là do quần áo của ông trông trắng hơn. Bà Bottoms hiện đang làm việc cho CNN với tư cách là một nhà bình luận chính trị. Có một sự gọi là... Nói là như là dạng kỳ thị. Kỳ thị giống như kỳ thị vậy đó quý vị. Thì nếu một người da trắng mà mặc đồ bình thường thì không sao. Nhưng mà một người da màu mặc đồ thì lại không cho vào.
Không, mình thấy có rất nhiều những nhà hàng mà thuộc dạng hơi high class, sang trọng một chút, thì họ yêu cầu mình vào thì phải bận đồ cho đàng hoàng, không có mang dép, không bận quần short, áo thun, những cái đồ mà quá bình thường. Có những cái nơi ở vùng biển đó quý vị, thì người ta thường hay sợ mình bận đồ biển, đồ tắm, rồi những cái đồ thể thao, đi tập thể thao, rồi nhìn nó không có trang trọng. Nhưng mà nếu cái nhà hàng này thật sự là có cái sự mà phân biệt không có đúng như vậy là họ cần phải bị lên án đó quý Đúng vị rồi. ha. Một nghi can đã đốt lửa ở Home Depot để đánh lạc hướng cho hành vi trộm cắp. Các viên chức cho biết vào ngày thứ ba, một nghi can đã bị buộc tội đốt phá và các tội danh khác vì gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở một tiệm Home Depot ở San Jose. Dylan J. Cruz Gold, 27 tuổi, ở San Jose, bị cáo buộc cố ý châm lửa gây ra đám cháy cấp độ 5 xảy ra vào ngày 9 tháng 4 trong cửa tiệm Home Depot ở tại Hill Road. Nghi can đã bị cáo buộc 3 tội đốt phá, 7 tội trộm cắp lớn và 3 tội trộm cắp vặt, có mức án từ 14 năm đến chung thân nếu anh ta bị kết án về tất cả các tội danh của mình. Biên lý quận Jeff Rosen đã nói, điều kỳ diệu là không ai bị thương. Thị trưởng Sam Licardo nhấn mạnh thêm mối nguy hiểm chết người mà thành phố tránh được nhờ phản ứng nhanh chóng của hơn 100 nhân viên cứu hỏa thành phố và ca ngợi cuộc điều tra của cảnh sát San Jose dẫn đến việc bắt giữ Go. Licardo cho biết, đây là một đám cháy có thể lây lan hàng trăm ngôi nhà, trường tiểu học và nhiều địa điểm khác trong thành phố của chúng tôi. Các nhà điều tra cho biết, Go đã châm lửa trước khi định bỏ trốn khỏi cửa hàng với một chiếc xe đẩy đầy dụng cụ. Và cuộc điều tra cũng đã cáo buộc rằng Go đã đánh cắp hàng hóa từ một cửa hàng Bass Pro Shops gần đó trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn. Và sau khi rời khỏi hiện trường, anh ta đã tiếp tục ăn trộm từ một cửa hàng của East Bay Macy. Gold đã bị bắt vào hôm thứ Sáu, đưa vào nhà tù của Nam Elmwood, nơi anh ta đang bị giam cầm mà không được bảo lãnh và dự kiến sẽ ra tòa vào chiều thứ Ba. Hồ sơ tòa án cho thấy anh ta có tiền sử tội phạm ở quận Santa Clara và đặc biệt nổi lên trong vài tháng đầu năm nay. Gold bị buộc tội tử hình vào tháng 3 năm 2021 sau khi bị bắt ở Campbell 3 tháng trước đó. Vào ngày 21 tháng 1, anh ta bị bắt ở Sunnyvale và sau đó bị buộc tội trộm cắp vặt. Anh ta lại bị bắt vào ngày 5 tháng 3 ở Sunnyvale. Vào ngày 30 tháng 3, anh ta lại bị bắt ở San Jose và 2 ngày sau lại bị buộc tội trộm cắp vặt. Các cáo buộc đốt phá liên quan đến vụ hỏa hoạn tại Home Depot cũng như là gây thiệt hại cho 2 ngôi nhà liền kề. Không có cáo buộc trộm cắp lớn và trộm cắp vặt nào được đệ trình có liên quan đến những vụ việc trong quá khứ hoặc với những vụ trộm được cho là ngay vào ngày hỏa hoạn. Đám cháy được nhân viên Home Depot đã gọi cho lực lượng điều phối vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều ngày 9 tháng 4. Các nhân viên cứu hỏa đã mất 6 giờ đồng hồ để mà dập tắt ngọn lửa. Các nhà điều tra ước tính vụ hỏa hoạn đã gây ra tổn thất là 17 triệu đô la tiền tồn kho cho Home Depot, bên cạnh hàng chục triệu thiệt hại về cấu trúc của tòa nhà. Cảnh sát trưởng Anthony cho biết là khi ai đó thực hiện một hành động khủng khiếp ở mức độ nguy hiểm cho nhiều người, người dân của chúng tôi bắt đầu hành động để cứu sống và đó là điều mà sở cảnh sát và những người ứng cứu đầu tiên của chúng tôi đã làm vào ngày hôm đó. Chỉ có một cái hành động là muốn ăn cắp giặt, đánh lạc hướng cho những người nhân viên chú ý cái đó để mà ăn cắp cái khác, đã gây ra thiệt hại quá trời tiền luôn. Một chủ nhà ở Pennsylvania đã bắn chết kẻ đột nhập giả dạng cảnh sát. Người chủ nhà bắn chết một trong hai kẻ đột nhập giả dạng cảnh sát vào ngày 18 tháng 4, ngay sau lúc 10 giờ tối của ngày Chủ nhật. Cảnh sát đã đến căn nhà ở Mayfair sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ nổ súng. Trước đó thì anh chủ nhà 25 tuổi vừa về đến nhà. Sau khi đậu xe thì anh đang leo cầu thang lên cửa trước thì bị hai người áp sát. Cảnh sát cho biết ít nhất một trong hai người đó có súng và đeo phù hiệu cảnh sát quanh cổ. Hóa ra là giả. Ông ta tự nhận là cảnh sát. Họ dùng dây rút trói tay anh sau lưng và dọa giết nếu anh cử động. Đó là lúc mà nạn nhân nhận ra hai người này không phải là cảnh sát thật sự. Ông Scott Chánh thanh tra của sở cảnh sát Philadelphia đã loan báo. Nạn nhân tự tháo dây trói rồi móc súng trong túi ra bắn hai kẻ đột nhập nhiều phát, trúng người giả dạng cảnh sát 3 phát theo cảnh sát. Nghi can còn lại đã bỏ chạy khỏi hiện trường, người này dường như không trúng đạn. Cảnh sát đưa nghi can trúng đạn vào bệnh viện và người này được công bố và đã qua đời sau đó. Theo đó, cảnh sát đã tịch thu khẩu súng của nghi can cũng như súng của anh chủ nhà và vẫn đang truy lùng nghi can còn lại. Chủ nhà có giấy phép mang súng, cảnh sát cho hay, và chưa ai bị truy tố trong vụ này. Một thanh niên ở Apple Valley bị bắt vì khoe chỗ kính của mình nơi công cộng.
Người thanh niên 22 tuổi đã bị bắt vì đã khoe chỗ kính trước mặt phụ nữ nơi công cộng. Sở cảnh sát San Bernardino County đã loan báo theo Victorville Daily Press vào ngày thứ Ba 19 tháng 4. Cảnh sát đã đến siêu thị Super Target ở xa lộ 18 vào ngày thứ Sáu tuần trước sau khi nhận được báo cáo có người lái chiếc xe màu đỏ đã khoe chỗ kính trước mặt phụ nữ. Cảnh sát cho hay, khi đến nơi thì cảnh sát biết được người thanh niên này đậu xe ở gần xe của một người phụ nữ, rồi vừa khoe chỗ kính và vừa làm những cái hành động xấu xa của hắn. Sau đó cảnh sát xác định anh ta là Daniel Alfredo Martinez. Cùng ngày hôm đó, cảnh sát cũng đã tìm thấy anh Martinez ở gần xa lộ 18 ở đường Town ở Apple Valley. Anh ta bị bắt và bị đưa vô trung tâm tạm giam ở High Desert ở Adelanto. Cảnh sát đã ghi giấy phạt cho anh này về tội phơi bày bộ phận của nam giới một cách khiếm nhã rồi thả anh đi cùng ngày theo hồ sơ bắt của cảnh sát. Và cảnh sát công bố hình ảnh của Martinez vì điều tra viên tin rằng có thể sẽ có thêm nạn nhân. Cảnh sát đã kêu gọi ai biết thông tin gì liên quan hãy gọi cho cảnh sát với số điện thoại 760-240-7400. Cái tuần được nêu trên thì Lộc với Long cũng đã đến cái khu vực này mà mình may mắn là cũng không gặp cái anh này. Nhưng mà quý vị biết ghi giấy phạt đưa cho anh này xong rồi ảnh thả anh này đi. Và cũng có thể anh này sẽ tiếp tục ảnh làm chuyện bậy bạ này nữa. Đúng rồi, cái này là bị bệnh rồi quý vị. Họ bị bệnh có nghĩa là họ không có kềm chế được những cái hành động mà khi mà họ muốn làm những cái điều đó. Như trước đây Loan cũng chia sẻ với quý vị, lúc mà mình ở bên Việt Nam mình cũng thường bị vấn đề này. Những cái lúc mình đang chạy xe ở ngoài đường cũng bị, đi vào trong rạp chiếu phim cũng bị. Và cách đây không bao lâu ha, khoảng chừng 10 năm thì lúc mà Loan Lộc về Việt Nam thăm gia đình, ở chung nhà gia đình á, thì cái cô giúp việc ở dưới cái cửa sau nhà đó thì có một người đàn ông, hắn cũng đã làm cái chuyện đó và hắn đứng ngay cái cửa sau mà hắn đưa vô trong nhà làm cho cái cô bé đó sợ quá chừng sợ luôn. Thì cũng có trường hợp á, là những người mà có nghĩa là cũng hơi cứng rắn chút xíu đó quý vị. Có một cái cô đó, Lộc nghe kể lại thôi, có một cái cô đó là một cô bán cà phê, thì mấy cái người đó nó lại mua cà phê, mua xong cái họ đứng đó hoài để họ uống. Thì cái người này cũng nấu cà phê, nấu nước sôi, cũng bình tĩnh nấu nước sôi, nấu nóng xong cái tạt một miếng nước sôi vô chỗ đó, kể từ đó không thấy cái anh đó nữa. Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách hạn chế đi lại vì dịch bệnh. CDC Mỹ cho biết chúng tôi đã bỏ khuyến nghị không đi lại vì COVID-19 đối với khoảng 90 điểm đến quốc tế, trong đó có Việt Nam. Tuần trước thì CDC cho biết đang sửa đổi các khuyến nghị đi lại và sẽ duy trì thông báo y tế đi lại cấp 4 cho các trường hợp đặc biệt như những số ca mắc bệnh tăng nhanh hoặc là rất cao ở mức độ 4, được đổi tên thành các trường hợp đặc biệt không đi lại. Hiện không có quốc gia nào. Các quốc gia, khu vực được để ở mức 3, cao, nghĩa là người Mỹ chưa chích ngừa không nên tới, như là Anh, Pháp, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Hy Lạp, Hồng Kông, Italia, Nhật, Đại Hàn, Tây Ban Nha và Nga. Việt Nam cùng với Thụy Sĩ, Áo, Bỉ, Bulgaria, Chile, Cộng hòa Séc, Jordan, Na Uy, Bồ Đào Nha và Ba Lan cũng nằm ở mức độ số 3. Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước đã cho biết đã cắt giảm mạnh khuyến nghị không đi lại các điểm đi quốc tế. Thông báo của cơ quan này cho biết, chúng tôi tin rằng việc cập nhật trên sẽ giúp cho công dân Mỹ đưa ra quyết định sáng suốt hơn về sự an toàn khi đi di chuyển quốc tế. Các hãng hàng không và các nhóm du lịch đã gây sức ép với chính quyền của Tổng thống Joe Biden để dỡ bỏ các yêu cầu về xét nghiệm trước khi khởi hành đối với khách du lịch quốc tế, như nhiều nước đã thực hiện. Họ lập luận rằng khuyến nghị không đi lại là không cần thiết và không khuyến khích du lịch. Các quan chức quản lý cho hay vấn đề này đang được xem xét, song giới chức y tế chưa đưa ra thông báo thay đổi nào. Tối cao Pháp viện Mỹ phán quyết chống sĩ quan không lực từ chối chích ngừa COVID. Tối cao Pháp viện cho phép Bộ Quốc phòng kỷ luật một sĩ quan không lực Hoa Kỳ từ chối chích ngừa. Trong phán quyết ngắn gọn hai câu vào ngày thứ Hai, đa số thẩm phán đứng về phía Ngũ Giác Đài, trong khi ba thẩm phán bảo thủ là Clarence Thomas, Samuel Alito và Neil Gorsuch đã bất đồng. Đây là phán quyết mới nhất của tòa án tối cao liên quan đến những thách thức bắt buộc chích ngừa. Vào hồi tháng 1, tòa ngăn chặn yêu cầu của chính phủ Biden buộc các nhân viên các cơ sở thương mại lớn phải mang khẩu trang và phải chích ngừa hay là xét nghiệm COVID mỗi tuần. Vào tháng 3, thì tòa phán quyết
Hải quân Hoa Kỳ có thẩm quyền xác định nhiệm vụ đối với 35 quân nhân từ chối chích ngừa. Phán quyết hôm thứ Hai liên quan đến Trung tá Jonathan Dunn, trước đây từng là chỉ huy phi đội 40 ở California. Theo hồ sơ được Tổng biện lý sự vụ Hoa Kỳ Elizabeth Brilogar đã đưa lên tòa, Brilogar cho rằng trong khi đưa ra lý do tôn giáo để từ chối chích ngừa, Dunn lại không khẳng định thuốc chích ngừa hay là bắt buộc chích ngừa nói chung không phù hợp với đức tin Thiên Chúa giáo của ông. Trung tá đồng ý và được chích ngừa những mũi khác. Dunn cho hay thay vào đó, viện dẫn một bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden đã khiến ông ta kết luận rằng thuốc ngừa không còn đơn thuần là một phát minh khoa học mang tính biểu tượng mà thậm chí còn là kỳ bí. Theo trung tá thì tôn giáo của ông cấm không cho tham gia vào một nghi lễ tôn giáo như vậy. Sau khi bị từ chối yêu cầu được miễn chích ngừa, Dunn gửi đến cấp trên một bản ghi nhớ chỉ một từ đơn giản, điên. Bà Brilogar đã lưu ý trong khi ông khẳng định mình không có ý thiếu tôn trọng, nhưng điên có nghĩa là cái chữ ông ghi là nuts, có hàm ý lịch sử nổi tiếng trong quân đội. Tổng biện lý sự vụ nhắc đến vụ Anthony McAuliffe là sĩ quan quan trọng trong đệ nhị thế chiến, người đã phản hồi yêu cầu quân Mỹ đầu hàng từ Đức bằng chỉ một từ nuts. Viên sĩ quan Mỹ chuyển thông điệp của McAuliffe cho phía Đức nói rõ, nếu các ông không hiểu nuts nghĩa là gì, đơn thuần trong tiếng Anh nó cũng giống như cái nghĩa là cút xéo. Hồ sơ tòa án cho thấy không lực có hành động kỷ luật đối với Dunn, bao gồm cách chức chỉ huy và các biện pháp kỷ luật không trừng phạt. Theo cấp trên của trung tá này, ông đã mất lòng tin vào sự lãnh đạo và phán xét của Dunn vì bản ghi nhớ và vì cấp dưới thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với chức trách quân sự. Bà Tổng biện lý sự vụ cũng cho hay đơn vị của ông Dunn phải trong tư thế sẵn sàng được điều động đến bất cứ nơi nào trên thế giới, chỉ cần thông báo trước 3 ngày, kể cả những quốc gia đòi hỏi phải có bằng chứng chích ngừa. Và bà cũng đã lưu ý rằng quân đội Hoa Kỳ có lịch sử lâu dài yêu cầu chích ngừa và hiện tại đòi hỏi quân nhân phải chích ngừa 9 mũi, hạn chót cho lực lượng không quân chích ngừa vào ngày 2 tháng 11. Vào tháng 12, phát ngôn nhân binh chủng cho hay không lực đã giải ngũ 27 quân nhân tại ngũ vì từ chối chích ngừa và không được miễn. Quân đội Mỹ cùng tháng cũng cho biết có 97% quân dân Hoa Kỳ đã được chích ngừa. Các quan chức nhập cư của Mỹ bắt giữ hơn 5.000 người di cư từ Ukraine vào tháng 3. Hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ bắt giữ hơn 5.000 người Ukraine ở biên giới trên bộ, trên biển và trên không vào tháng 3, theo dữ liệu phát hành vào ngày thứ Hai. CBP báo cáo có tổng cộng 5.071 người Ukraine bị bắt giữ vào tháng trước. Điều đó thể hiện một sự gia tăng đáng kể so với 1.146 người đã bị giam giữ vào hồi tháng 2. CBP đã giam giữ hầu hết người Ukraine tại biên giới Mỹ và Mexico. Dữ liệu cho thấy có tổng cộng 3.274 người bị giam giữ tại biên giới phía Tây Nam, một mức tăng lớn khác so với chỉ 272 người Ukraine bị giam giữ ở đó vào hồi tháng 2. Bộ An ninh Nội bộ công bố chính quyền ông Biden đang mở rộng quy chế được bảo vệ tạm thời cho người Ukraine thêm 18 tháng. DHS cho biết việc chỉ định này sẽ cho phép những người Ukraine đủ điều kiện ở lại Mỹ và nộp đơn xin cấp phép lao động. Người tị nạn đi bộ sau khi chạy trốn khỏi cuộc chiến từ nước láng giềng Ukraine tại cửa khẩu biên giới ở Medica, đông nam của Ba Lan, nộp đơn xin cấp giấy phép lao động. Tổng thống Joe Biden trước đây cũng đã nói Hoa Kỳ sẽ chào đón đến 100.000 người Ukraine và những người khác chạy trốn khỏi cuộc chiến với Nga. Liên Hiệp Quốc đã báo cáo rằng hơn 4,9 triệu người đã chạy khỏi Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Phần lớn người Ukraine đã tìm kiếm nơi ẩn náu ở các nước láng giềng bao gồm Ba Lan, Romania, Hungary và Moldova. Phương Tây chuẩn bị đồng loạt tẩy chay Nga tại cuộc họp G20. Các quốc gia phương Tây chuẩn bị cùng nhau đứng dậy bỏ họp cùng với hành động tẩy chay ngoại giao khác để phản đối việc Nga xâm lược Ukraine tại cuộc họp ngày 20 tháng 4 của các bộ trưởng tài chính G20 ở Washington, quan chức các nước cho biết, trong khi một số nhà ngoại giao phương Tây cho rằng cuộc xâm lược của Nga đồng nghĩa với việc Nga nên bị loại trừ hoàn toàn ra khỏi các cuộc họp toàn cầu, một số nhà ngoại giao khác trong nhóm 20 nền kinh tế lớn, chẳng hạn như Trung Quốc, Indonesia đã không tán thành quan điểm này. Moscow ngày 19 tháng 4 xác nhận Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tại cuộc họp G20 tới đây, bất chấp các nhà ngoại giao phương Tây liên tục phản đối rằng họ không thể tiếp tục như thường lệ trong lúc hàng ngàn người dân đã thiệt mạng dưới đạn pháo của quân đội Nga tại Ukraine. Trong lúc cuộc họp diễn ra,
Và sau cuộc họp, chúng tôi chắc chắn sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ và chúng tôi sẽ không đơn độc trong việc này. Một nguồn tin từ chính phủ Đức cho hay, đồng thời cáo buộc Nga khơi mào một cuộc xung đột, làm cho giá lương thực và năng lượng thế giới tăng cao. Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ là Janet Yellen dự định tránh các phiên họp G20 có sự tham gia của phía Nga bên lề các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, thì bà Yellen sẽ tham dự một phiên khai mạc về cuộc chiến ở Ukraine, bất kể có sự tham dự của Nga. Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Rishi Sunak cũng đã tẩy chay một số phiên họp của G20 nếu các quan chức Nga tham dự. Trong khi đó, một quan chức Bộ Tài chính Pháp dự báo một số bộ trưởng thuộc khối G7 sẽ đứng lên bước ra khỏi phòng họp khi người đồng cấp phía Nga phát biểu. 300 tỷ đô la dự trữ bị phương Tây phong tỏa, Nga quyết định khởi kiện. Nga lên kế hoạch khởi kiện đòi lại 300 tỷ đô la dự trữ bị phương Tây phong tỏa. Như vậy là các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến cho Moscow không thể tiếp cận gần một nửa dự trữ ngoại hối. Nga có kế hoạch khai triển các bước đi pháp lý nhằm lấy lại khoảng 300 tỷ đô la dự trữ mà đang bị đóng băng, một đòn trừng phạt mà Mỹ và các đồng minh châu Âu muốn gây thiệt hại cho Nga để phản đối việc Nga đang xâm lấn Ukraine. Hãng tin Interfax vào ngày 19 tháng 4 dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga cho biết đây là hành động phong tỏa tài sản chưa có tiền lệ ở quy mô và cấp độ toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay. Vì vậy, Nga sẽ phải chuẩn bị phương án khởi kiện và sẵn sàng gửi đơn kiện. Tuy nhiên, bà Napolina không đề cập chi tiết đến kế hoạch này cũng như thời gian nào sẽ thực hiện. Quan chức Ngân hàng Trung ương Nga từ chối đề cập đến đối tượng Nga dự định khởi kiện cũng như cơ sở pháp lý để Nga thực hiện khởi kiện. Trước đó thì Nga cũng đã đe dọa sẽ có hành động pháp lý nếu lệnh trừng phạt của phương Tây khiến Moscow vỡ nợ với các khoản vay nước ngoài. Nga đề nghị ngừng bắn ở chảo lửa Mariupol. Bất ngờ, Nga đề nghị ngừng bắn ở Mariupol, lý do là để lực lượng phòng thủ còn lại của Ukraine ở đây hạ vũ khí và đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga cuối ngày 19 tháng 4 tiếp tục đề nghị một lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 2 giờ của ngày 20 tháng 4 cho lực lượng của Ukraine cơ hội đầu hàng và rút khỏi thành phố an toàn. Ông Mikhail Minzintsev là người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, giới chức Nga cam kết bảo đảm an toàn mạng sống và cung cấp chăm sóc y tế cho tất cả những người hạ vũ khí. Nga cũng cam kết tuân thủ công ước Geneva về đối xử với tù binh chiến tranh. Ông cho biết thêm, đề xuất ngừng bắn và cho lực lượng của Ukraine đang phòng thủ tại nhà máy Azovstal của thành phố Mariupol cơ hội đầu hàng sẽ được phát qua hệ thống vô tuyến 30 phút một lần. Đây là lần thứ hai Moscow đề nghị lực lượng của Ukraine ở Mariupol đầu hàng trong vòng vài ngày trở lại đây. Mặc dù đã kiểm soát phần lớn, nhưng đến nay Nga vẫn chưa thể phá vỡ phòng thủ của Ukraine tại nhà máy gang thép Azovstal. Nhà máy được xây dựng kiên cố từ thời Liên Xô với hệ thống hầm ngầm chằng chịt. Ngoài binh sĩ, khoảng hơn 1.000 dân thường Ukraine cũng đang trú ẩn tại nơi này. Tuy nhiên, đến nay thì phía Ukraine vẫn phớt lờ đề nghị này, tuyên bố chiến đấu đến cùng, ngay cả khi lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông hôm qua cũng đã bắt đầu tấn công vào khu vực nhà máy. Trước đó thì ông Mazinsek cũng đã nói Nga đã mở 3 hành lang nhân đạo gần nhà máy Azovstal. Các hành lang này có những chiếc xe buýt và những xe cứu thương chờ sẵn các quân nhân Ukraine ở phía dưới đầu hàng. 3 hành lang nhân đạo đã được thiết lập ngay gần nhà máy Azovstal theo 3 hướng. Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết tình hình Mariupol vẫn rất nghiêm trọng, đồng thời cáo buộc Nga cản trở nỗ lực tổ chức các hành lang nhân đạo cho dân thường ở đây. Trong một bài phát biểu tối của ngày 19 tháng 4 thì ông đã nói, nếu chúng tôi có tất cả vũ khí chúng tôi cần, vũ khí mà các đối tác của chúng tôi sở hữu với uy lực ngang với vũ khí của Nga, thì chúng tôi đã có thể chấm dứt cuộc chiến này. Chúng tôi lẽ ra đã có thể khôi phục hòa bình, giải phóng lãnh thổ, không công bằng khi chúng tôi vẫn phải cầu viện những thứ mà các đối tác đã bỏ không nhiều năm. Trận chiến Donbass sẽ quyết định kết thúc toàn cuộc chiến Nga và Ukraine. Ukraine nói trận chiến ở Donbass mà cả hai phía Nga và Ukraine chuẩn bị những ngày qua đã bắt đầu. Giới quan sát cho rằng đây có thể là trận chiến mang tính quyết định tới cục diện của cuộc chiến. Quân đội Nga bắt đầu trận chiến giành Donbass nơi họ chuẩn bị một thời gian dài, Tổng thống Ukraine đã nói. Ông cho biết một lực lượng đáng kể của quân đội Nga đang dồn cho cuộc tấn công này. Ông hiểu rõ tầm quan trọng của trận chiến này bởi nó có thể quyết định kết cục của toàn cuộc chiến.
Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin về một loạt vụ nổ tại khu vực tiền tuyến ở Donbass phía đông Ukraine từ Marinka, Slovan đến Kramatorsk. Một số vụ tấn công cũng xảy ra ở thành phố Kharkov phía đông bắc, Mykolaiv phía bắc và Zaporizhia ở phía nam. Giai đoạn 2 của cuộc chiến đã bắt đầu, ông Andriy Yermak là chánh văn phòng của ông Zelensky đã nói. Quan chức an ninh cao cấp của Ukraine đã cho rằng Nga muốn chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở vùng Donbass và khu vực Kharkov. Theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu, các lực lượng vũ trang Ukraine, mục tiêu của Nga là kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk và Luhansk do phe ly khai kiểm soát vùng Donbass và bảo vệ những nơi đã kiểm soát. Vào ngày 19 tháng 4, thì Ngoại trưởng Nga đã xác nhận Nga đã khởi động lại giai đoạn mới của chiến dịch quân sự tại Ukraine. Một giai đoạn khác của chiến dịch đã bắt đầu và tôi chắc rằng đây sẽ là một thời khắc rất quan trọng của toàn bộ chiến dịch đặc biệt này, ông đã nói với một tờ báo India Today. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng đã tuyên bố Nga muốn giải phóng miền đông Ukraine và cáo buộc phương Tây kéo dài cuộc xung đột khi mà tiếp vũ khí cho Kiev. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn 4 ngày nhân tuần thánh. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tỏ ra lo lắng khi được hỏi về đợt tiến công mới của Nga tại miền đông Ukraine và kêu gọi hai bên ngừng bắn 4 ngày nhân tuần thánh của chính thống giáo Đông Phương. Sự tập trung cao độ của các lực lượng quân đội và hỏa lực sẽ chắc chắn khiến trận này trở nên bạo lực, hủy diệt và đẫm máu hơn. Ông Guterres đã bày tỏ lo ngại. Theo ông, nên có một lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài ít nhất 4 ngày từ ngày 21 tháng 4, nhân tuần thánh của chính thống giáo Đông Phương. Việc tạm ngừng giao tranh sẽ giúp mở các hành lang nhân đạo cho hàng hóa viện trợ đến được những khu vực khó tiếp cận nhất như Mariupol, Kherson. Đây là những khu vực đã hoặc sắp nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga và chứng kiến các cuộc giao tranh khốc liệt. Trong đó, thành phố Mariupol được cho là đã bị thiệt hại nặng nề sau hơn 50 ngày bị bao vây, cô lập. Tổng thư ký khẳng định rằng tổ chức này sẵn sàng cung cấp các đoàn xe nhân đạo đến những địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề ở Ukraine trong thời gian ngừng bắn. Tuần thánh của các tín đồ chính thống giáo Đông Phương bắt đầu từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 4. Lễ phục sinh rơi vào ngày 24 tháng 4. Nga và Ukraine là hai quốc gia có đông người theo chính thống giáo Đông Phương. Thủ tướng Anh xin lỗi trước Hạ viện vì vi phạm quy định phòng dịch. Thủ tướng Boris Johnson đã xin lỗi trước Hạ viện sau khi bị cảnh sát phạt tiền vì vi phạm quy định phòng dịch. Vào hồi tháng 6 năm 2020, đối mặt với lời kêu gọi từ chức của phe đối lập, đó là lỗi của tôi và tôi xin lỗi về điều đó, ông Johnson đã nói. Theo hãng tin thì phát biểu trước Quốc hội lần đầu tiên sau án phạt ngày 12 tháng 4, ông Johnson thừa nhận ông đã sai, nhưng nhắc lại rằng thời điểm đó ông không biết việc tham dự một buổi tiệc sinh nhật lúc cao điểm của đại dịch là vi phạm quy định phòng dịch. Ông cũng thừa nhận rằng công chúng có quyền trông đợi nhiều hơn vào thủ tướng của họ. Tuy nhiên, ông khẳng định ông sẽ không từ chức và tiếp tục công việc, bao gồm bảo vệ Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. Ngoài ra, Thủ tướng Anh vẫn có thể bị phạt thêm liên quan đến những buổi tiệc khác nhau được tổ chức tại thành phố Downing, bất chấp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt của chính quyền của ông Johnson trong hơn 2 năm qua. Các nghị sĩ Anh sẽ tổ chức một cuộc tranh luận đặc biệt vào ngày 21 tháng 4 để xem liệu ông Johnson có lừa dối Hạ viện hay không. Khi vào tháng 12 năm 2021, ông đã phủ nhận việc ông đã từng vi phạm các quy định phòng dịch. Việc lừa dối Quốc hội là vi phạm quy tắc ứng xử của Bộ trưởng Chính phủ và kết quả là người vi phạm quy tắc nên từ chức. Phe đối lập cũng kiên quyết yêu cầu ông Johnson từ chức. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông có tính lừa dối Quốc hội không, thì Thủ tướng Johnson đã khẳng định là không. Lãnh đạo công đảng Anh Keir Starmer đã nói với ông Johnson không tôn trọng những hy sinh của công chúng Anh trong suốt thời gian phong tỏa, kêu gọi các nghị sĩ bảo thủ loại nhà lãnh đạo của họ. Tin từ Úc Châu, Joshua và Kenan Tiffin bị kết tội vì theo dõi nữ thuê nhà bằng camera giấu kính. Hai anh em sinh đôi đã bị kết tội theo dõi ba nữ thuê nhà bằng cách sử dụng camera giấu kín trong phòng ngủ của họ. Cảnh sát liên bang Úc Joshua Rob Tiffin và thợ điện Kenan Lee Tiffin, 44 tuổi, đã không nhận tội với một loạt cáo buộc tại tòa sơ thẩm. Thẩm phán Clan Tiston gần đây đã kết luận hai người này phạm tội ba tội thu thập dữ liệu hình ảnh trong một hành vi xâm phạm quyền riêng tư khiếm nhã. Thời báo Canberra đã báo cáo, tòa án cho rằng hai người này đã cho nữ thuê tại hai phòng tại nhà của họ và đã đặt camera giấu kín trong cái giá treo áo khoác trên TV để theo dõi họ trong khoảng thời gian
từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2019. Bên công tố đưa ra bằng chứng cho thấy cảnh sát đã tìm thấy camera ẩn phía sau vỏ nhựa phía trước của TV và sau cửa sổ kính nhỏ trên các phụ kiện giá treo áo khoác bằng gỗ nằm trong hai phòng ngủ và hệ thống dây điện nối các camera giá treo áo với nguồn điện không gian trên mái nhà. Một cuộc điều tra đã dẫn đến một phát hiện ra là điện thoại và máy tính xách tay của Joshua có 42 video, một hình ảnh tĩnh được các thiết bị đã ghi lại. Một cuộc thảo luận trên WhatsApp giữa hai anh em song sinh cũng đã tiết lộ các cuộc thảo luận chi tiết của họ về những việc sử dụng máy tính. Cuộc trò chuyện nói về nhiều thứ và bao gồm những thảo luận về những cái máy camera và những người thuê nhà hiện tại và tương lai, cũng như là các hoạt động riêng tư của phụ nữ được xem bằng cách sử dụng máy ảnh, bản án đã cho biết. Tòa án nghe rằng hai người này thậm chí đã thảo luận về việc phát trực tiếp đoạn phim mà họ thu được từ camera có trả phí và nói đùa rằng họ cần 2.000 kẻ ngốc trả 25 đô la để xem. Hai anh em này đã được tuyên bố trắng án về một số tội danh khác nhau của một cuộc điều tra mà thẩm phán mô tả là mắc phải một loạt lỗi và sai lầm. Một khoản phí của Ủy ban chung ghi lại dữ liệu hình ảnh của người hàng xóm trong một cuộc xâm phạm không đứng đắn về quyền riêng tư dẫn đến việc tha bổng. Texan đã không hài lòng về điều này, đã có một thỏa thuận để thực hiện hành vi phạm tội mặc dù hình ảnh một người phụ nữ khỏa thân được tìm thấy trên điện thoại của Joshua và 4 video về cô gái ấy khỏa thân trên máy tính xách tay của anh ta. Joshua cũng được trắng án về 2 tội danh khác, một liên quan đến 7 tập video được tìm thấy trên máy tính xách tay trong phòng của anh ta có hình ảnh phụ nữ, một cô gái và một người đàn ông sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Thẩm phán nhận thấy không có bằng chứng cho thấy Tiffany phải chịu trách nhiệm cho việc đặt máy ảnh trong nhà vệ sinh, cộng với quyền sở hữu và sử dụng máy tính xách tay là không chắc chắn. Vì lý do không chắc chắn liên quan đến quyền sở hữu máy tính xách tay tương tự, tội danh sở hữu những tài liệu cũng như là những hình ảnh của những em nhỏ, tới 2.040 hình ảnh và 860 video được tìm thấy trên máy tính chống lại Joshua đã không được chứng minh. Coi như là họ đã bị một lần, họ đã trắng án rồi và bây giờ họ lại lặp lại những cái này và họ đã bị bắt vì cái tội của họ. Theo Lộc biết thì có những cái người chuyên đi lấy những cái video gọi là video mà đời thường nhưng mà có những cái hình ảnh nóng bỏng đó, bán cho một cái website và website họ sẽ trả tiền trên phần trăm những người đi đăng nhập vào coi. Những người nào muốn coi đó phải trả một cái phí để mà vào coi thì cái người này được trả cái phần trăm trên cái số tiền đó. Thì đó, thì hai anh em này họ nói họ có thể họ phát cái video đó và sẽ có khoảng 1.000 người bỏ 25 đồng ra để mà xem cái video. 2.000 người. Thì như vậy là họ sẽ thu về số tiền rất là nhiều. Cái vụ trước mà họ không bị xử tội có nghĩa là trong máy của họ có những hình ảnh đó nhưng mà không phải trong nhà của họ mà ở nơi cái nhà vệ sinh công cộng cho nên không có xử tội họ được. Tin Việt Nam, nữ đại gia Lâm Thu Trà cho vay nặng lãi gần 950 tỷ đồng, tiền lời gần 87 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu ra cáo trạng truy tố nữ đại gia Lâm Thu Trà cùng hai đồng phạm về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Số tiền mà Lâm Thu Trà bị cáo buộc cho vay nặng lãi gần 950 tỷ đồng. Cáo trạng xác định bị can Lâm Thu Trà, 48 tuổi, quê ở Thái Bình, ngụ tại thành phố Vũng Tàu, là người hành nghề tín dụng đen, tức là cho vay tiền với lãi suất cao. Hai người ghi chép thực hiện các giao dịch giúp sức cho Trà trong việc cho vay nặng lãi là Đặng Thị Tuyết Lan, 56 tuổi, và Lâm Vũ Việt Anh, 33 tuổi, cũng bị truy tố về hành vi này. Từ kết quả điều tra của cơ quan công an, cơ quan công tố xác định trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, bị can Lâm Thu Trà đã cho nhiều người vay với tiền lãi suất từ 1.000 cho đến 5.000 đồng cho 1 triệu cho mỗi ngày. Tổng cộng, người này đã cho 8 người vay tiền với số tiền lên đến hơn 921 tỷ đồng, trong đó người vay nhiều nhất là hơn 425 tỷ, người vay ít nhất là 950 triệu đồng. Quá trình vay thì những người này đã trả cho Trà gần 800 tỷ đồng tiền gốc và gần 87 tỷ đồng tiền lãi. Cáo trạng xác định Lâm Thu Trà đã thu lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi số tiền gần 70 tỷ đồng. Và đáng chú ý là những nạn nhân của Trà trong vụ án lại chính là bị can trong những vụ án khác. Đó là nạn nhân Lê Thái Thiện, tức là Thiện Soi, 57 tuổi, đang bị truy tố trong một vụ án cho vay nặng lãi và rửa tiền khác. Lâm Thu Trà đã cho Thiện Soi
vay số tiền là 9,5 tỷ đồng và Thiện Soi đã trả cho Trà hơn 110 triệu đồng tiền lãi. Và nạn nhân nữa là Trần Thị Kim Loan, 56 tuổi, là vợ của nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vay của Trà số tiền hơn 250 tỷ đồng và đã trả tiền gốc cùng với tiền lời là 9 tỷ đồng. Nạn nhân này hiện là bị can của một vụ án lừa đảo khác mà Lâm Thu Trà lại là một trong nhiều nạn nhân của Trần Thị Kim Loan. Ngoài bị truy tố về hành vi trên, Lâm Thu Trà còn bị thêm tội rửa tiền. Lâm Thu Trà là vợ của diễn viên truyền hình Kinh Quốc. Dễ sợ, cho vay nặng lãi mà 1 triệu mà mỗi ngày tiền lời là 5.000. Mỗi ngày nha, tiền lời tính theo ngày mà cứ nhân lên, có những người mượn ít nhất là 900. 5.000 đồng. Ồ, 5.000 thì đồng. 10 triệu là 50.000, 100 triệu là 500.000, cứ nhân lên. Và có cái người mượn ít nhất là 950 triệu và có người mượn tới mấy chục tỷ thì cứ nhân cái số tiền. Cứ mỗi ngày phải trả cái tiền lời như vậy đó quý vị. Tiền lời mỗi ngày hả? Mỗi ngày. Tiền lời tính theo ngày mới là kinh khủng mà. Rồi, tin chính đã hết. Về tới phần tin phụ nha. Thanh Loan. Tôi thích chị Thanh. Thanh hả? Thì má ba là Thanh Nga hay Thanh Loan? Đúng ra là hồi đó mẹ phải đặt là Thanh Loan mới đúng. Ha, cháu Thanh Nga phải Thanh Loan chứ. Ok, nghe chuyện vui không? Rồi, kể đi. Có một cái người này, họ thấy một cái bảng bán nhà. Ảnh mới bước vô nhà và ảnh hỏi: chị ơi, cái nhà này bán nhiêu vậy chị? Bà chủ bà bước ra bà nói: nhà của tôi bán 2 tỷ anh. Cái ông này nói: trời ơi, nhà của chị trị giá không có tới đó đâu. Chị nói cao quá, bớt đi. Cái bà chủ mà mới nói: trời ơi, nói thiệt với anh luôn, thấy anh mặt thật thà, tôi nói cho anh nghe luôn, nhà này trị giá tôi mua lúc trước là 3 tỷ mà bây giờ tôi phải bán là 2 tỷ, có nghĩa là tôi lỗ 1 tỷ. Anh biết làm sao không? Cái nhà này bị ma ám. Vợ chồng mà dọn vô cái nhà này ở chừng 5-3 bữa là bà vợ xách gói bà bỏ đi à. Người đàn ông nghe vậy liền cầm luôn cọc tiền trong túi, bỏ ra đặt cọc liền. Chị, cho tôi đặt cọc nha, ngày mai tôi dọn vô liền. Cái cơ hội này ngàn năm có một, tôi phải chiếm giữ. Dễ gì được phong thủy giống vậy phải không? Cái phong thủy này tôi kiếm cũng mấy chục năm nay mà kiếm không ra. Hên, hôm nay gặp chị, tôi trả cho chị gấp đôi. Coi như án chung thân của tôi đã được giải tỏa. Này, chuyện vui thôi quý vị. Ok, ngày hôm nay Lộc Lan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương Lan Lộc cũng như là đã chia sẻ những chương trình và những lời góp ý của quý vị. Luôn luôn mong nhận được góp ý, like, share, subscribe và comment từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhà nó đâu vậy em?